Áp lực lạm phát gia tăng trong khi các ngân hàng trung ương không vội vàng tăng lãi suất, cải thiện tâm lý trên thị trường vàng. Khi giá chắc chắn kết thúc tuần trên ngưỡng mong đợi 1.800 đô la Mỹ trên một ounce, giá vàng SJC trong nước tăng từ đầu phiên cho đến cuối phiên và củng cố mức 58 triệu đồng trên lượng. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất ngày hôm nay, ngày 6 tháng 11 năm 2021, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần cuối cùng của bản tin sẽ là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi cập nhật mới nhất trong phiên giao dịch hôm nay. Sau đây, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mở đầu bản tin là một số thông tin tại thị trường vàng thế giới. Mặc dù các nhà phân tích đã dự báo giá vàng sẽ tăng cao hơn, nhưng một số người vẫn lưu ý thị trường đang đối mặt với mức kháng cự đáng kể. Theo một số nhà phân tích, để vàng lấy lại sự hấp dẫn và thu hút thực sự động lực mới, giá vàng cuối cùng phải được đẩy lên trên 1.835 đô la Mỹ trên một ounce. Trong tuần này, có 18 nhà phân tích phố Wall tham gia vào cuộc khảo sát vàng của Kitco News, thì có 10 nhà phân tích chiếm 56% dự báo giá vàng tăng trong tuần tới. Đồng thời, 2 nhà phân tích tương đương 11% dự báo giá vàng giảm và 6 nhà phân tích tương đương 33% trung lập về giá vàng. Trong khi đó, với tổng cộng 622 phiếu bầu được bỏ trong cuộc thăm dò trực tuyến trên phố Main, 326 người được hỏi, tương đương 52% cho rằng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. 188 người khác tương đương 30% dự báo giá thấp hơn, trong khi 108 người còn lại tương đương 17% cho ý kiến trung lập. Tâm lý tăng giá đã xuất hiện khi mà giá vàng gần như chắc chắn kết thúc tuần với mức tăng giá trên 1.800 đô la Mỹ trên một ounce. Đây là lần đầu tiên vàng có khả năng kết thúc tuần trên 1.800 USD kể từ cuối tháng 9. Ghi nhận vào giờ đóng cửa phiên giao dịch tuần này, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco tiếp tục tăng vọt hơn 20 đô la Mỹ so với chốt phiên liền trước bỏ xa ngưỡng 1.800 USD trên một ounce và giao dịch tại vùng 1.819 đô la Mỹ. Giá vàng kỳ hạn tháng 12 giao dịch lần cuối ở mức 1.810,6 đô la Mỹ trên ounce, tăng 1,5% trong ngày. Vậy thì ngưỡng quan trọng mà vàng cần phải phá vỡ ở thời điểm này là bao nhiêu? Ở thời điểm này, sự phục hồi của vàng diễn ra cùng ngày chính phủ Mỹ ra báo cáo về số lượng việc làm nhiều hơn so với dự kiến trong tháng 10. Theo Bộ Lao động Mỹ, số việc làm tăng thêm trên thực tế là 531.000, trong khi trước đó chỉ mong đợi mức tăng việc làm vào khoảng 425.000 mà thôi. Tuy nhiên thì theo một số nhà phân tích, bất chấp con số việc làm tăng mạnh, các nhà đầu tư vàng tập trung vào lạm phát và tiền lương tăng cao. Báo cáo cho biết lạm phát tiền lương đã tăng 4,9% trong 12 tháng vừa qua. Theo Ole Hansen, người đứng đầu chiến lược hàng hóa tại ngân hàng Saxo cho biết rằng, yếu tố lạm phát bắt đầu xuất hiện trên thị trường vàng và có vẻ như đây có thể là sự khởi đầu. Nếu lạm phát bắt đầu gia tăng và các ngân hàng trung ương đứng sau đường cong, thì các nhà đầu tư đều sẽ muốn có một ít vàng trong túi của mình. Theo Ole Hansen nhận định như vậy. Tuy nhiên thì theo ông, dự báo giá vàng tăng trong thời gian tới, thì chuyên gia này vẫn cho rằng ngưỡng 1.835 đô la Mỹ trên ounce vẫn là mức quan trọng mà vàng cần phải phá vỡ. Còn theo Philip Terry, chiến lược gia thị trường trưởng tại Blue Life Future cho biết, ông cũng đang theo dõi ngưỡng 1.835 đô la Mỹ trên một ounce. Ông tiết lộ thêm rằng ông trung lập với giá vàng cho đến khi mức giá đó bị phá vỡ. Nếu thị trường đóng cửa trên 1.835 đô la Mỹ, khi đó bạn sẽ thấy giá vàng sẽ thực sự bắt đầu di chuyển. Không chỉ áp lực lạm phát gia tăng mà cục dự trữ liên bang Mỹ Fed và các ngân hàng trung ương khác tiếp tục hạ thấp mối đe dọa ngày càng tăng. Tuần này, quyết định chính sách được cho là có tính định hướng giá vàng, ít nhất là trong ngắn hạn. Fed đang giảm lượng mua trái phiếu hàng tháng và Chủ tịch Fed Jerome Powell khẳng định rằng hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp để tăng lãi suất. Fed dường như vẫn giữ quan điểm rằng lạm phát cao chỉ là tạm thời. Có khả năng không cần tăng lãi suất nhanh, vàng thường được hưởng lợi khi mà lãi suất thấp vì nó làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng. Theo Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management chia sẻ, ông dự báo giá vàng tăng vì nhận định của Fed còn tệ hơn quyết định mà tổ chức này đưa ra và hành động đối với lạm phát là quá muộn. Tuy nhiên, không phải tất cả các nhà phân tích đều lạc quan về kim loại này. Theo Darin Newsom, chủ tịch của Darin Newsom Analysis cho rằng, giá vàng cần phải đẩy trên ngưỡng 1.815 đô la Mỹ trên ounce để phá vỡ mô hình đi ngang hiện tại của nó. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng, đồng đô la Mỹ đang thu hút một số sự chú ý tăng giá khi mà chỉ số đồng đô la Mỹ giao dịch tại một điểm kháng cự quan trọng là 93,50 điểm. Ông nói nếu điều này được giữ vững và USD phục hồi, vàng có thể sớm tăng mạnh trong tuần tới. Theo Mark Chandler, giám đốc điều hành tại Ban Đốc Bull Global Forex nói rằng, ông không tin rằng vàng đã sẵn sàng để bứt phá. Ông nói thêm, dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng của tuần tới có thể khiến cho lãi suất cao hơn cùng với đồng đô la Mỹ, điều này sẽ tác động đến giá vàng.
Còn theo David Madden, nhà phân tích thị trường tại Equity Capital, chia sẻ ông cũng đang theo dõi đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên thì ông nói thêm rằng đồng bạc xanh có thể hình thành đỉnh trong ngắn hạn sau cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed, bởi vậy cần có nhiều dữ liệu kinh tế tích cực hơn để tạo ra động lực mới cho đồng đô la Mỹ. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là một số thông tin cũng như là nhận định của thị trường vàng thế giới. Thế còn giá vàng trong nước ở thời điểm này diễn biến như thế nào? Sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng bước vào một số thông tin tại thị trường vàng trong nước. Để quý vị và các bạn biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước, phần cuối cùng của bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được chúng tôi cập nhật mới nhất trong phiên giao dịch hôm nay để cho quý vị và các bạn tiện theo dõi và tham khảo. Ở thời điểm này, thị trường vàng trong nước cụ thể là với vàng SJC điều chỉnh tăng nhẹ so với mức tăng của thị trường vàng thế giới. Đầu tiên là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 5.810.000, bán ra 5.880.000, tăng 50.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. SJC Hà Nội mua vào 5.810.000, bán ra 5.882.000, tăng 50.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Doji Hồ Chí Minh mua vào 5.810.000, bán ra 5.870.000. Doji Hà Nội mua vào 5.810.000, bán ra 5.880.000, tăng 100.000 đồng trên lượng ở chiều mua và 150.000 đồng trên lượng tại chiều bán. PNG Hồ Chí Minh mua vào 5.810.000, bán ra 5.875.000. PNG Hà Nội mua vào 5.810.000, bán ra 5.880.000, tăng 40.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và 100.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra. Phú Quý SJC mua vào 5.815.000, bán ra 5.880.000, tăng 50.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào, 100.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 5.816.000, bán ra 5.879.000, tăng 40.000 đồng trên lượng ở chiều mua và 110.000 đồng trên lượng tại chiều bán. Tiếp theo là giá vàng ở một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 5.820.000, bán ra 5.870.000. Ngân hàng ACB mua vào 5.810.000, bán ra 5.880.000, tăng 200.000 đồng trên lượng ở chiều bán ra, chiều mua vào không có sự thay đổi. Một số giá vàng còn lại tại các ngân hàng, quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố. Ở thời điểm này, giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố tăng nhẹ 50.000 đồng trên lượng theo cả hai chiều mua vào và bán ra. Đầu tiên là SJC Đà Nẵng mua vào 5.810.000, bán ra 5.882.000. SJC Nha Trang mua vào 5.810.000, bán ra 5.882.000. SJC Cà Mau mua vào 5.810.000, bán ra 5.882.000. SJC Bình Phước mua vào 5.808.000, bán ra 5.882.000. SJC Huế mua vào 5.807.000, bán ra 5.883.000. SJC Biên Hòa mua vào 5.810.000, bán ra 5.880.000. SJC Miền Tây mua vào 5.810.000, bán ra 5.880.000. SJC Quảng Ngãi mua vào 5.810.000, bán ra 5.880.000. SJC Long Xuyên mua vào 5.812.000, bán ra 5.885.000. Tiếp theo là vàng bù số 9 và vàng nữ trang SJC. Nhân bù số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.165.000, bán ra 5.235.000, tăng 200.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Vàng bù số 9 mua vào 5.125.000, bán ra 5.205.000, tăng 200.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Vàng 24K mua vào 5.033.5 nghìn, bán ra 5.153.5 nghìn, tăng 198.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Vàng 18K mua vào 3.719.1 nghìn, bán ra 3.919.1 nghìn, tăng 150.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán. Vàng 14K mua vào 2.849.8 nghìn, bán ra 3.049.8 nghìn, tăng 116.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Vàng 10K mua vào 1.985.7 nghìn, bán ra 2.185.7 nghìn, tăng 83.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Quý vị và các bạn thân mến, những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng mới nhất ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh cũng như tích vào quả chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.